À, rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Phong thủy tài lộc của chúng tôi ngày hôm nay. À, lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị có những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Và trong nội dung của video ngày hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn những nội dung như sau. À, quý vị thân mến, và tiếp theo trong cái chuyên mục phong thủy của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là một số loài cây được gọi là thần dừa cổng. Nó không chỉ mang lại cái vẻ đẹp cho cảnh quan kiến trúc trước nhà của gia đình của các bạn, mà nó còn giúp chúng ta là xua tan tà khí, tống tiền xui xẻo, gặp nhiều may mắn về sức khỏe và tài lộc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đó là những loại cây nào mà chúng ta nên trồng ở trước nhà. Nhà thứ nhất đấy là cây cau. Ông cha ta thường nói là trước cau sau chuối. Đây không phải là cái câu nói vui ngẫu hứng của một vài vị hay nghiên cứu nghệ thuật, mà là kinh nghiệm được đúc kết ra từ thực tế cuộc sống và cũng hoàn toàn đúng với cái nguyên tắc phong thủy học. Theo quan niệm phong thủy, cau được đánh giá là loài cây giúp tăng cường nguồn năng lượng dương, giảm nguồn năng lượng âm vốn không có lợi cho gia đình. Dương thịnh sẽ mang đến nhiều cái niềm vui và may mắn đến cho các cái thành viên trong nhà. Không chỉ vậy, cây cau còn đảm bảo mỹ quan cho ngôi nhà, bởi đây là loại cây có thân thẳng, thanh mảnh nên không ngăn nắng sớm cũng như cái luồng ánh sáng cần thiết đến cho ngôi nhà. Cây cau cũng không cản gió mát lạnh vào nhà và rất ít rụng lá. Bởi vậy, trồng cau trước nhà không chỉ chuẩn phong thủy mà còn giúp tư dinh của bạn thoáng đãng, ngập nắng, ngập gió. Loại cây thứ hai là cây quất, cam, bưởi. Cũng không phải ngẫu nhiên mà từ xưa người Việt Nam thích chọn cây quất, cam, bưởi để trưng bày và trang trí mỗi cái dịp mà Tết đến xuân về. Bởi theo cái quan niệm của người Việt, những loài cây này tượng trưng cho cái sự thu hoạch bội thu, mang đến cái nguồn tiền tài dồi dào cho gia chủ, đồng thời là biểu tượng tốt đẹp của sự phong phú và hạnh phúc. Trước cửa ra vào mà trồng đặt một chậu cây cam, quất, bưởi, tài lộc sẽ thường xuyên ghé thăm nhà bạn, giúp cho cái công việc làm ăn suôn sẻ. Hơn nữa, quả cam, quả quất giống như một cái kiểu là mộc nhãn, giúp chủ nhân tinh tường nhìn ra được cơ hội làm ăn, dự đoán được các nguy cơ trong công việc để hóa giải. Loại cây thứ ba là cây tre, cây trúc quân tử. Cây tre vốn là biểu tượng của sức sống, sự trường thọ, đoàn kết, bền vững, kiên cường, vượt qua mọi nghịch cảnh. Bởi tre sống theo khóm, sinh sôi nảy nở rất nhanh trong mọi cái điều kiện ngoại cảnh dù có khắc nghiệt. Chẳng thế mà người ta coi cây tre là biểu tượng của làng quê Việt Nam, của đất nước, con người Việt Nam. Và trong phong thủy, cây tre được coi là thần gác cổng tuyệt vời, giúp xua đi tà khí, những cái chuyện xui rủi, mang đến an vui cho gia chủ. Cây trúc quân tử theo quan niệm phương Đông mang ý nghĩa đất trời trường xuân, với đặc tính mềm dẻo, chịu được bão tố phong ba mà không hề lung lay. Cây trúc còn tượng trưng cho cái sự vững vàng, chắc chắn khi gặp nghịch cảnh, sự uyên bác, trí tuệ, tinh thâm của quân tử, chính trực. Chữ trúc gần nghĩa với trúc, nên còn mang cái ý nghĩa là sự chúc phúc tốt đẹp. Và theo phong thủy học thì trước nhà có một khóm tre trúc, gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn cả về tài lộc lẫn sức khỏe. Thứ tư là cây cọ. Với tán lá to tròn cùng vẻ xanh mượt như chiếc quạt lớn xua đi những cái điều xấu, cây cọ có ý nghĩa đem đến niềm vui, sự hy vọng cho gia chủ. Cây cọ là loài cây thích nghi tốt với điều kiện khí hậu và còn có cái tác dụng là điều hòa, cải thiện thanh lọc không khí, tốt cho sức khỏe của các cái thành viên trong gia đình. Và loài cây thứ năm là cây dừa cảnh. Dừa cảnh được khá nhiều người lựa chọn trồng trước cửa nhà bởi dễ trồng, dễ chăm sóc. Loài cây này còn hấp thụ khói bụi, chất độc hại, giúp thanh lọc không khí. Về mặt phong thủy, dừa cảnh mang đến vượng khí, là lá chắn những điềm dữ, xui rủi mang điềm lành, giúp công việc làm ăn của gia chủ được thuận buồm xuôi gió. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 5 loài cây. Nó không chỉ mang lại cái vẻ đẹp cho cái cảnh quan kiến trúc cây trồng trước nhà của bạn, mà nó còn gọi là thần dừa cổng, sẽ giúp chúng ta xua tan đi cái tà khí, giúp gia chủ tống tiền cái xui xẻo và gặp nhiều may mắn về sức khỏe và tài lộc. Xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi.
Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Phong Thủy Tài Lộc hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.